Thưa quý vị, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện hoạt động cho vay với lãi suất cao, tính chất chuyên nghiệp, tổ chức thành nhóm, công ty. Hoạt động này không chỉ ở thành thị mà càng len lỏi xuống các vùng ven. Dưới hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, dán quảng cáo cho vay hoặc núp bóng hoạt động cho thuê xe, doanh nghiệp để hoạt động cho vay nặng lãi. Đã có những trường hợp không trả được nợ thì bị đánh đập, bắt giữ. Hoạt động này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Người dân cần cảnh giác với hình thức cho vay này như thế nào? Hành vi cho vay nặng lãi chịu trách nhiệm hình sự khi nào? Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, luật sư Lê Biên Phòng, trưởng văn phòng luật sư Gia Hân, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng trao đổi về vấn đề này. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Tín dụng đen xuất hiện từ nhiều năm nay, gây ra nhiều hệ lụy xấu đến đời sống của người dân, tiềm ẩn cao nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn, không chỉ thành thị mà ngày càng lan lỏi xuống các vùng ven. Các băng nhóm giang hồ, các ông trùm núp bóng dưới dạng tiệm cầm đồ, công ty trách nhiệm hữu hạn công khai quảng bá việc cho vay bằng việc phát dán tờ rơi ở các khu dân cư, các chợ, các cột điện, lập các trang web với nội dung cho vay tài chính, cho thuê tài chính, cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay, nhằm thu hút người dân vay tiền để tìm người có nhu cầu vay tiền. Với lời chào mời hấp dẫn, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày, chỉ cần bản photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Hầu hết hợp đồng vay tiền không ghi tỷ lệ lãi suất thực tế, phần lãi suất chủ yếu được thỏa thuận bằng miệng và giấy tay. Người cho vay không đưa hợp đồng cho con nợ giữ. Ngoài ra, tín dụng đen còn biến tướng thành nhiều hình thức khác, và một trong số đó là cho vay nợ bằng việc bán hàng hóa, phân bón, vật tư nông nghiệp với giá cao hơn giá thị trường. Các đối tượng cho vay không trực tiếp giao dịch mà thông qua đàn em. Phần lớn những đối tượng có tiền án tiền sự, không có việc làm để cho vay và đòi nợ. Vì vậy, khi người vay không trả nợ đúng hạn, cũng là lúc người vay bị sập bẫy, xiết xe, xiết nhà, cưỡng đoạt tài sản có giá trị từ các đối tượng cho vay. Mặc dù biết vay tín dụng đen lãi suất cắt cổ, nhưng nhiều người vẫn lao vào. Vì thủ tục vay đơn giản, có tiền ngay trong ngày để giải quyết chuyện gấp gáp của gia đình. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người rơi vào bẫy tín dụng đen, trở thành nạn nhân của các hành vi đòi nợ và đã có trường hợp tìm đến cái chết vì vướng bẫy tín dụng đen. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo báo cáo của các ngành chức năng, thì thành phố Vũng Tàu là địa bàn nóng nhất về hoạt động cho vay nặng lãi. Trong năm qua, địa phương này đã phát hiện xử lý 64 vụ, 55 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 5 vụ, 11 bị can có liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Còn tại huyện Đất Đỏ, năm 2018, công an huyện đã phát hiện 5 vụ việc với 11 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong các hình thức đòi nợ thì việc thuê người tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà, chỗ ở người vay tiền nhằm gây áp lực để trả nợ là chủ yếu với 42 vụ. Các hành vi khác như hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật cũng đã xảy ra. Hoạt động cho vay nặng lãi ngày càng có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, cấp bách của người đi vay để cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, mà thực chất là bóc lột người đi vay. Tính chất bóc lột của hành vi này thể hiện ở chỗ người cho vay lãi nặng với nhiều người nhiều lần, lấy việc cho vay lãi nặng làm một nghề kiếm sống và lấy kết quả của việc cho vay làm nguồn thu nhập chính. Xin chào luật sư Lê Biên Phòng, cảm ơn thầy luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa luật sư, cho vay nặng lãi có phải là một cái giao dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 là cái quan hệ về vay mượn tài sản không ạ? Như chúng ta đã biết, cái Bộ luật dân sự 2015 thì có cái quy định tại cái điều 463 là hợp đồng vay tài sản là một cái thỏa thuận giữa hai bên. Tức là bên cho vay thì sẽ giao một cái tài sản, thì bên vay thì nhận tài sản đó, đến thời hạn thì bên vay đó phải trả hoàn trả lại tất cả những tài sản ban đầu đã vay. Thì trong đó có ngoài cái tài sản bằng cái vật chất ra thì có tài sản như tiền bạc. Thế thì ngoài cái chuyện trả ra đúng thời hạn rồi đúng cái chủng loại khi đã vay thì phải trả cái lãi suất theo cái thỏa thuận của hai bên. Thì ngoài cái lãi suất ra, nếu các bên không thỏa thuận thì sẽ trả theo cái quy định của pháp luật. Đó, ví dụ như vậy thì đấy nó là một trong những quy định của luật dân sự. Thế thì như chúng ta đã biết đấy thì vay nặng lãi thì nó cũng là một cái hình thức vay tài sản.
mà bộ luật dân sự quy định. Nhưng ở đây chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã xác định là vay nặng lãi đó là một cái vi phạm cái quy định. Thì nếu như vay đúng theo quy định và lãi suất quy định của khách hàng thì nó lại không phải là vay nặng lãi. Còn vay nặng lãi nó là một cái hình thức, tức là đó vi phạm cái quy định về vay mà bộ luật dân sự đã quy định. Thưa luật sư, bộ luật dân sự năm 2015 quy định về cái mức lãi suất cho vay như thế nào? Bộ luật dân sự năm 2015 thì có cái quy định, tức là về cái lãi suất tại cái khoản 1 của điều 468 bộ luật dân sự thì có quy định, tức là khoản 1 có quy định là lãi suất vay của các bên là theo thỏa thuận, tức là bộ luật lúc nào cũng tôn trọng cái sự thỏa thuận của các bên. Nhưng mà trên cơ sở theo quy định, tức là lãi suất thỏa thuận đó thì không vượt quá 20% một năm, thì đây nó là một cái quy định. Và trừ cái trường hợp luật khác quy định thì bộ luật cũng mở cửa, tức là theo cái quy định của các cái bộ luật khác áp dụng. Nhưng mà về quy định chung và cái bộ luật lớn, bộ luật dân sự thì là không quá 20% một năm. Thì đây là một trong những quy định để tất cả các tổ chức cá nhân thực hiện khi vấn đề kinh doanh hoặc là cho vay mượn theo đúng cái quy định của pháp luật về vấn đề lãi theo quy định chung. Như luật sư vừa cho biết là với hình thức cho vay mà vượt quá 20% một năm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy thì luật sư có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này? Ở cái mức lãi suất nó tương đương với lại cái mức, tức là theo cái quy định chung, tức là theo cái quy định tại cái khoản 1 và khoản 2 của điều 201 của Bộ luật hình sự đó. Bộ luật hình sự đó, quy định, tức là năm 2015 quy định, tức là nếu như vay nặng lãi mà trong cái giao dịch dân sự, tức là trong cái bộ luật dân sự quy định vay nặng lãi, thì trong cái khoản 1 cái điều, người nào mà giao dịch trong giao dịch dân sự mà cho vay lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự, và đồng thời thu lợi bất chính từ 30 tới 100 triệu, hoặc là bị phạt, đã xử phạt hành chính rồi, và hoặc là đã bị kết án về tội này mà chưa xóa án tích thì mà còn vi phạm thì phạt từ 50 triệu cho tới 200 triệu đồng và phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm. Đó, đấy là cái khoản 1. Và khoản 2 thì có quy định, tức là thu lợi bất chính từ cái hoạt động cho vay nặng lãi từ 100 triệu đồng trở lên thì sẽ phạt tiền từ 200 triệu tới 1 tỷ đồng. Thế ngoài cái phạt tiền ra thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Thì như vậy, tức là trong cái quy định của cái bộ luật hình sự năm 2015 thì có quy định, tức là nếu lãi suất gấp 5 lần trở đi theo cái lãi suất quy định, hai nữa là cái số tiền mà thu lợi bất chính, và đồng thời cũng phải trên cái cơ sở, tức là những người cho vay như vậy nó mang tính chuyên nghiệp và lấy cái nghề cho vay đó làm cái nghề sống và kinh doanh, làm cái nghề sinh sống và để thu lợi bất chính thì mới là truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, thì đây cũng là một, còn những trường hợp ví dụ có những trường hợp cho vay nhưng ấy đấy là người ta chỉ cho vay trong một cái hoàn cảnh mà người vay người ta rất cần và người ta chấp nhận lãi suất cao. Đó, thì mình cũng pháp luật cũng không quy định, tức là không truy cứu họ trách nhiệm hình sự mà bởi vì họ không có chuyên nghiệp. Thì đây là luật cũng quy định tương đối rõ là những người nào chuyên nghiệp cho vay và có thu lợi bất chính coi như là cái số tiền lớn ví dụ như vậy thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, ngoài truy cứu ra thì sẽ phạt tiền theo cái quy định. Phạt tiền từ 50 triệu tới 200 triệu đối với là hành vi đã xử phạt hành chính và hoặc là phạt tại cải tạo không giam giữ, thì trong trường hợp này thì cái khoản 1 thì có quy định, tức là phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm, tức là có thể là án treo hoặc là cái án cải tạo tại địa phương. Thì đấy là một, đấy là cái khoản thứ nhất. Khoản thứ hai đó thì thu lợi bất chính từ 100 triệu trở lên, đó thì phạt từ 200 triệu cho tới 1 tỷ. Thế ngoài cái phạt đó ra thì là phạt tù, tức là từ 6 tháng cho tới 3 năm. Thực chất hoạt động cho vay nặng lãi thực chất là tín dụng đen, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phát sinh các băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Không những ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn của tỉnh mà còn gây nguy hại đến tính mạng tài sản của công dân. Vì vậy, người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời nói không với nạn tín dụng đen để tự bảo vệ mình. Thưa quý vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 1 năm 2019, thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng. Quy định này tiếp tục đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các nhà mạng trong việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.
Theo đó, các nhà mạng có nghĩa vụ đảm bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Các nhà mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố, không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng, trừ một số trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhà mạng phải thông báo cho khách hàng trước 30 ngày. Tiểu mục kiến thức pháp luật đã kết thúc chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay. Chương trình do Phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ 6 tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.